Mr. Bryant's up next. Before we go to Mr. Bryant's public comment, I want to make it very clear. Our goal is to hear from everybody who wants to be heard from. Whether you're for the plan, against the plan, or agnostic about the plan, please respect whoever 2 minutes is up, because that is the only way we can hear from everyone. Mr. Bryant. Morning. I'd like for the translator to translate as Paul, but it might be a little bit more than 2 minutes. Reliable energy. Mr. Howell, can you get to a microphone to translate, Mr. Bryant? You can sit at the table if you wish. It'll be a little easier for you, a little more comfortable. You can just stay right at the table. Thank you. Reliable energy depends on honest and reliable politics. Mr. High, you can sit in that chair. You don't have to stand when you translate. That's fine. You're going to be here a while. Our politics has been corrupted. Tell me, why would we allow this Fortune 500 corporation to give friends of policymakers in this city $20,000 a month? We ask Entergy to come and tell us who their people who've been hired as consultants that they pay $20,000 a month. I'm not allowed. Nó không có được trong sạch lắm. Mà tại sao lại cứu một cái công ty mà lại đây để mà dùng để mà mở một cái nhà máy điện ở đây thì là we ask the council. Do you know about this? We're asking. We want to know, we want to feel that our politics is not corrupted. Excuse me, sir. The gentleman in here interpreted it not correctly and is short. Tôi không được tin rằng là nó chính đáng.
để cho viết trong cho NCG một cái check nào mà vô cùng như vậy, tại vì có thể là nó sẽ có thể là 2-3 triệu trở lên. So we ask you to get Mr. Rice up here to tell us about how they influence politics with their money. Và chúng ta muốn kêu gọi ông Bryce là cái ông CEO của NGG để nói chúng ta thật sự về là cái tiền bạc đưa ra cho những người mà expert như thế này. We have talked with people who say that they have served as advisors to NGG and who have been paid they have been paid money for doing nothing. Chúng ta đã nói chuyện với những người mà những người gọi là expert, những người mà biết trong cái nghề này, nó nói cho cái hội đồng thành phố này những cái như là except the mấy người mà người ta tự xưng là chuyên môn á, vâng, thì người ta hãng cái gì này trả tiền cho người ta 20,000 một tháng, nhưng mà người ta không làm gì. Mr. Bryant, that's your time. I gave you that one time, Mr. Wynn. Thank you. One more thing. Tiger Hammond is next. One more thing. Entity has paid people in the past to come and sit in this audience to take up seats. Yeah. They've paid people, and that is wrong. That is stifling public confidence. Cho người vô đây ngồi mà trả tiền cho người ta vô ngồi để không có cho